Ok, bạn thấy hay không? Những đây động từ bình thường thì chúng ta không làm được điều này nha. Chỉ những chữ trên bảng và một số động từ đặc biệt sau này trong quá trình học các bạn được học thì chúng ta mới áp dụng được, là chúng ta có thể thêm not vào sau nó để tạo thành câu phủ định, hoặc là chúng ta đảo các trợ động từ này lên đầu câu để tạo thành câu hỏi. Như vậy, các bạn sẽ quan sát ở cái bảng này. Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với khóa học ngữ pháp tiếng Anh cơ bản cho người chưa biết gì hoặc là hoàn toàn mất gốc của thankyou.com. Trong bài học đầu tiên ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học bài cách đặt công thức của 13 thì trong tiếng Anh, có thể trong vòng 15-20 phút là chúng ta có thể đặt được công thức của 13 thì. Đây là một trong những cái bài giảng đầu tiên mà ngày xưa lúc mình mới sáng lập ra kênh YouTube Hello Coffee. Đây là bài giảng đầu tiên luôn các bạn nhé. Tuy nhiên thì mình đang cập nhật lại tất cả các nội dung khóa học ngữ pháp và giao tiếp của Thank You, nên là mình sẽ làm lại và sẽ có cập nhật bổ sung thêm, nên là các bạn sẽ được bổ sung thêm một số thứ mới các bạn nhé. Không những về chất lượng audio, hình ảnh âm thanh tốt hơn mà nội dung cũng được cải thiện. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ học sau 15-20 phút, các bạn sẽ không bao giờ phải học thuộc lòng công thức của các thì trong tiếng Anh nữa. Chúng ta hãy bắt đầu bạn nhé. Như vậy, trước khi để viết được công thức của 12 thì trong tiếng Anh thì các bạn phải lưu ý một số cái quy tắc như sau. Quy tắc thứ nhất, đó là một động từ trong tiếng Anh, một động từ bất kỳ nha, một động từ tiếng chúng ta ký hiệu là V đó các bạn, nó sẽ có 5 cột đó. Một động từ nó sẽ có 5 cột. Tại sao người ta lại chia nó thành 5 cột? Thì để dùng cho các thì khác nhau đúng các bạn, sau này còn các dạng khác nhau nữa. Rồi, cột đầu tiên người ta ký hiệu là V0, lúc nó mới sinh ra nha, người ta ký hiệu là V0 đó. Lúc nó mới sinh ra người ta mới nghĩ ra cái động từ đó, nó là như vậy. Rồi cột thứ hai là cột thứ nhất mà thêm chữ to vào phía trước, chúng ta gọi là to V0, nhưng mà sau này để cho dễ người ta cứ gọi là to V. Như vậy các bạn hiểu to V chính là to V0 nha. Rồi cột thứ ba người ta ký hiệu là V1. Tí nữa chúng ta sẽ học cách dùng V0, V1 sau nha. Cột thứ tư người ta ký hiệu là V2. Cột thứ năm người ta ký hiệu là V3. Đó, nó có 5 cột mà nhé. Ví dụ như động từ to be, lúc nó mới sinh ra, lúc người ta mới nghĩ ra nó thì nó chỉ có chữ be thôi. Đây, động từ to be lúc đầu nó chỉ có be thôi. Đó. Thì cột thứ hai của nó mới là chữ to và chữ be, hay chúng ta hay đọc là to be. Nhưng các bạn lưu ý nhé, to be ở đây là không có dấu ngoặc kép. Còn lúc nào chúng ta nói to be mà có dấu ngoặc kép á, có nghĩa là nó còn tùy, có thể là chữ be, có thể là to be, đúng không? Hoặc là có thể bây giờ V1 của to be sẽ là am, is, are. Đó. Như vậy từ cột thứ ba, tức là từ V1 đấy, thì chúng ta phải nhớ còn hai cái đầu chúng ta suy ra được từ cái kia bạn nhé. Như vậy V1 người ta sẽ dùng cho hiện tại, V1 dùng cho hiện tại các bạn nha. Lúc nào chúng ta đang dùng ở hiện tại chúng ta sẽ lấy cột này chúng ta dùng. V2 sẽ dùng cho quá khứ, và quá khứ của to be là was hoặc là were, nó có hai giá trị đúng không? Và V3 dùng cho các thì hoàn thành là been bạn nhé. Been. Ok. Rồi, đó, một động từ nó sẽ có 5 cột, hay là động từ này, động từ có đấy hay là have, lúc nó mới sinh ra thì nó là như vậy. Ok bạn. Rồi, như vậy chúng ta dễ dàng suy ra V2 của nó sẽ là to. À, cột thứ hai của nó sẽ là to have, chúng ta chỉ việc thêm chữ to vào thôi, đúng không ạ? Còn từ cột thứ 3, 4, 5, tức là V1, V2, V3 thì chúng ta phải
nhớ, chúng ta học thuộc lòng đấy, kiểu như vậy. Rồi. À đây, như vậy nó sẽ là, nó có hai giá trị nha, have hoặc là has bạn nhé. Rồi. Và V2 của nó, quá khứ của nó sẽ là chữ này, chúng ta cũng phải nhớ thôi, had, người ta quy định. Và V3 của nó cũng là had. Đó, bạn lưu ý nhé. Đây là lý do tại sao mà chúng ta học tiếng Anh đấy. Ở hiện tại chúng ta lại mượn to be là am, is, are. Tại vì do cái bảng này đấy các bạn. À, quá khứ tại sao chúng ta lại mượn to be là was, were, đúng không bạn? Tương lai tại sao chúng ta mượn to be là be. Ok, lý do là như vậy. Tương lai chúng ta sẽ dùng V0 các bạn nhé. Đây là tương lai. Đây là tương lai. Đó. Rồi, đó là quy tắc đầu tiên nhá. Quy tắc thứ hai. Quy tắc thứ hai mà các bạn cần nhớ đó là ở hiện tại. Ở hiện tại thì chúng ta phải dùng về mấy các bạn? Về 1. Đúng không? Chúng ta phải dùng V1. Rồi. Ở quá khứ. Ở quá khứ thì chúng ta phải dùng V2. Được không ạ? Ở tương lai. Ở tương lai. Tương lai là sẽ, tức là phải có chữ will với nghĩa là sẽ, và sau will thì phải là V0 bạn nhé. Đó, cái này khá là dễ thôi. Tiếp theo, đối với các thì tiếp diễn, các thì tiếp diễn thì nó phải có hai điều kiện, đó là nó phải có to be. Các bạn lưu ý to be ở đây mình đang viết dấu ngoặc kép nha. Có nghĩa là to be nó có thể là cái này, cái này, cái này, cái này, này. Một trong năm giá trị chúng ta xét sau, đúng không? Và tiếp theo nữa là động từ phải thêm ing. Các thì tiếp diễn phải có hai điều kiện nha. Rồi, và cuối cùng đó là các thì hoàn thành. Các thì hoàn thành thì cũng phải có hai điều kiện. Hoàn thành chúng ta sẽ dùng V3, nhưng mà đối với thì V3 nó không đứng một mình được. Nó phải có trợ động từ have hoặc là has hoặc là had cộng với V3 hoặc là ed. Đó, các bạn nắm được những cái quy tắc này chúng ta sử dụng trong suốt quá trình học tiếng Anh. Rồi, lại bạn nhé. Một động từ bất kỳ phải có 5 cột. À đây, 5 cột dùng cho các thì khác nhau. Và đối với thì hiện tại chúng ta sẽ dùng cột V1. Đối với thì quá khứ chúng ta sẽ dùng cột V2. Đối với thì tương lai chúng ta sẽ dùng will và V0. Đối với các thì tiếp diễn phải có to be và verb in. Đối với thì hoàn thành thì phải có trợ động từ have hoặc là has hoặc là had. Và cột cuối cùng là verb 3 ed hoặc là verb 3 ed bạn nhé. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở lại công thức của 13 thì trong tiếng Anh, thì chúng ta sẽ viết công thức của 12 thì trước. Nếu mà bạn không nhớ có bao nhiêu thì chúng ta nhớ là chúng ta có bao nhiêu con giáp thì chúng ta có bấy nhiêu thì, là 12 thì theo quy tắc ở hiện tại, quá khứ và tương lai chia đều, đúng không các bạn? Ngoài ra chúng ta còn một thì phụ nữa là thì tương lai gần. Tương lai gần tí nữa mình sẽ viết công thức cho các bạn, cũng đơn giản thôi. Nếu mà bạn không nhớ tên thì các bạn cứ chia thành 3 mốc thời gian này. Ở giữa bây giờ là hiện tại này. Từ hiện tại trở về trước là quá khứ này, đúng không ạ? Từ hiện tại trở về sau là tương lai này. Đó. Như vậy đối với hiện tại thì chúng ta sẽ có thì hiện tại đơn, phải không bạn? Chúng ta có thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta có thì hiện tại hoàn thành. Và thì cuối cùng là thì kết hợp của hai thì này. Hiện tại hoàn thành tiếp diễn, phải không bạn? Đó. Rồi, đây hiện tại hoàn thành tiếp diễn. À, trong các bài giảng trước về cách viết công thức của 12 thì mình đã không chỉ cho các bạn cách viết công thức phủ định và câu hỏi. Hôm nay mình sẽ chỉ các bạn luôn. Đó là phần cập nhật mới đấy các bạn nhé. Chút xíu nữa chúng ta sẽ học luôn phần đó. Rồi,
Bây giờ bạn đã nắm được 4 thì ở hiện tại rồi. Chúng ta chỉ việc thay chữ hiện tại bằng chữ quá khứ và thay chữ hiện tại bằng chữ tương lai thì chúng ta có được công thức của 8 thì còn lại là 12 thì, đúng không ạ? Như vậy, ở quá khứ chúng ta cũng có quá khứ đơn, chúng ta chỉ thay chữ hiện tại bằng quá khứ nha. Quá khứ tiếp diễn, quá khứ hoàn thành và quá khứ hoàn thành tiếp diễn, phải không bạn? Tương tự ở tương lai thì chúng ta cũng có tương lai đơn, tương lai tiếp diễn, tương lai hoàn thành, và kết hợp hai từ này lại với nhau, tương lai hoàn thành tiếp diễn. Đó, bạn thấy dễ không? Chúng ta chỉ việc nhân 3 lên mà thôi, đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cách viết cái quy tắc này để chúng ta viết công thức của 3 thì đầu tiên rất là dễ dàng các bạn nhé. Thì các bạn lưu ý khi mà chia thì đấy, thì tất cả trường hợp phải đều phải có chủ ngữ nhé. Đã chia thì đều phải có chủ ngữ, và chủ ngữ trong tiếng Anh chúng ta ký hiệu là S, ok không ạ? Rồi, sau đó hồi nãy chúng ta nói quá khứ thì chúng ta dùng V mấy các bạn? Đây, V2 đúng không? Hoặc là nếu V2 ED. Đó, ED có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ xem cái động từ chúng ta đang cần dùng ở quá khứ đấy, nó có nằm trong một cái bảng gọi là bảng động từ bất quy tắc không. Bạn đọc bảng đó, bạn có thể lên Google bạn gõ, hoặc là bạn ra nhà sách bạn mua. Nếu mà nó có trong bảng đó thì chúng ta sẽ lấy cột thứ hai chúng ta dùng. Như vậy cột thứ hai trong bảng đó nó trùng với lại cái cột thứ tư trong năm cái bảng năm cột này các bạn nhé, ok không? Đó, rồi như vậy chúng ta sẽ dùng V2 này hoặc là ED này. Đó, tức là cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc. Nếu mà không có trong bảng động từ bất quy tắc chúng ta sẽ thêm ED, các bạn, ED đấy. Rồi, chủ ngữ thì bắt buộc phải có, tân ngữ thì có thể có cũng được, không có cũng được, nên là mình để trong dấu này các bạn nhé. Ok. Rồi, đối với thì hiện tại đơn thì hồi nãy chúng ta nói hiện tại cũng phải có chủ ngữ, tất cả đều phải có chủ ngữ thì chúng ta mới chia thì nha. Và chúng ta sẽ dùng V1, đúng không bạn? Đó. Rồi, sau đó nếu mà tân ngữ có thì chúng ta sẽ bỏ vào. Rồi, V1 chính là cột thứ 3 cho bảng 5 cột này, đúng không ạ? Và nó là cột thứ ok, cột thứ 3 cho bảng 5 cột này. Và V1 ở đây sau này chúng ta sẽ học chi tiết về thì hiện tại đơn, các bạn sẽ thấy nó sẽ thêm SES sau, nhưng mà bây giờ các bạn chưa cần quan tâm về điều đó các bạn nhé. Chúng ta tiếp tục nha. Đối với thì tương lai thì vẫn phải có chủ ngữ, đúng không? Hồi nãy chúng ta nói tương lai phải có hai điều kiện, đó là phải có chữ will, sau will phải là V0, đúng không? Nếu mà có tân ngữ thì chúng ta bỏ vào. Tân ngữ viết như vậy có thể có cũng được, không có cũng được. Còn chủ ngữ thì bắt buộc phải có tất cả các thì. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Bây giờ tới thì hiện tại tiếp diễn và các thì còn lại, các bạn chỉ cần nhớ quy tắc như thế này. Chúng ta sẽ nhìn vào tên thì hiện tại tiếp diễn. Chúng ta nhìn cứ hai chữ một và chúng ta nhìn từ bên phải sang nha. Như vậy chỗ này chúng ta thấy chữ tiếp diễn, đúng không các bạn? Chúng ta xét ngược từ bên phải sang các bạn nhé. Đọc tên thì lên và xét từ bên phải sang. Chúng ta thấy chữ tiếp diễn, chúng ta xem lại cái quy tắc đầu tiên của chúng ta. Tiếp diễn có hai điều kiện là gì các bạn? Tiếp diễn thì phải có to be và verb in. Chúng ta viết hai điều kiện nó xuống. Này, hiển nhiên chúng ta nhìn từ bên phải thì chúng ta cũng viết từ bên phải sang mà nhé. Như vậy nó sẽ có to be và verb in, đúng không? Chúng ta viết từ bên phải sang là viết verb in trước này và viết to be sau này. Đó, phía sau không còn gì nữa, nếu có tân ngữ thì bỏ vào, không có thì thôi, đúng không ạ? Verb in thì chúng ta cứ lấy động từ chúng ta thêm in thôi, không còn gì để nói. Nhưng mà to be chúng ta đang ở dấu ngoặc kép, có nghĩa là nó sẽ là một trong năm cột này. Chúng ta phải xét xem chúng ta lấy cột nào và nhé. Bây giờ chúng ta loại bỏ các giá trị không cần thiết đi bằng cách như sau. Chúng ta lại nhìn tiếp vào cái chữ tiếp theo ở trong tên thì. Chúng ta thấy chữ hiện tại. Chúng ta lại quay lại quy tắc hiện tại, chúng ta sẽ lấy V mấy bạn? Đây, hiện tại thì dùng V1, đúng không? Và V1 của to be hồi nãy chúng ta xét là gì? Đây, chính là am, is, are. Nên là chỗ này to be chúng ta đã xác định được nó là V1. Chúng ta bỏ cái to be chung chung này đi, chúng ta viết thay hẳn vào đây là am, is, are. Các bạn hiểu không? Đây, như vậy nó sẽ là am, is, are. Đó, hết rồi thì chúng ta sẽ dùng
thêm chủ ngữ vào. Đó. Như vậy công thức của thì hiện tại tiếp diễn sẽ là chủ ngữ cộng với am hoặc là is hoặc là are cộng với lại verb in cộng với tân ngữ, đúng không ạ? Tương tự thì quá khứ tiếp diễn thì vẫn như vậy, chúng ta nhìn bên phải qua thấy chữ tiếp diễn thì vẫn có hai điều kiện, đó là to be và verb in. Mình sẽ viết verb in xuống trước, đúng không? Sau đó hết rồi thì nếu có tân ngữ thì chúng ta bỏ vào này. Thứ hai nữa là phải có to be, đúng không ạ? Và tương tự to be, lúc đầu chúng ta phải viết chữ to và chữ be ở trong dấu ngoặc kép. Bây giờ mình không viết nó, đỡ mất công phải xóa các bạn nha. Bây giờ to be trong dấu ngoặc kép á, có nghĩa là nó có 5 cột. Muốn biết được lấy cột nào thì chúng ta lại phải nhìn phía trước, chúng ta lại thấy chữ quá khứ, đúng không bạn? Mà quá khứ thì hồi nãy chúng ta quy ước là lấy về mấy các bạn? Lấy về 2, đúng không? Mà to be của V2 lại chính là was, were. Nên là quá khứ tiếp diễn, chúng ta sẽ thay am, is, are bằng was, were. Was, were, đúng không? Cộng với lại hết rồi thì chúng ta bỏ chủ ngữ vào thôi. Đây chính là công thức của thì quá khứ tiếp diễn các bạn. Rồi, các bạn nhớ nhé. Rồi, tới thì tương lai tiếp diễn thì cũng tương tự thôi. Tất cả các thì còn lại chúng ta đều làm như vậy. Thì bạn nhìn bên phải qua bạn vẫn thấy tiếp diễn là phải có to be và verb in. Như vậy ở đây verb in mình viết xuống trước này, không còn gì để nói, chúng ta viết xuống trước. Thứ hai là phải có to be. To be là trong dấu ngoặc kép đấy. Bây giờ muốn biết to be lấy cột nào, chúng ta lại phải nhìn phía trước, chúng ta thấy chữ tương lai. Mà hồi nãy chúng ta nói tương lai là phải lấy về gì các bạn? Tương lai là phải lấy về về không, đúng không? Đâu rồi? Tương lai là phải lấy về không. Đây, will cộng với về không, đúng không? Như vậy tương lai phải lấy về không. Nên là to be chúng ta sẽ lấy về không nhá. Mà về không của to be chính là chữ gì các bạn? Chữ be. Đó. Ngoài ra tương lai còn phải có chữ gì phía trước nữa bạn? Will thì chúng ta bỏ will vào thôi. Đúng không? Tương lai phải có hai điều kiện đó. Hết rồi thì chúng ta bỏ chủ ngữ vào. Như vậy đây chính là công thức của thì tương lai tiếp diễn bạn nhé. Ok. Bây giờ tới thì hiện tại hoàn thành thì cũng tương tự, các bạn nhìn bên phải sang, chúng ta thấy chữ hoàn thành. Thì hoàn thành phải có hai điều kiện, đó là have, has, had và V3. Cái điều kiện sau nó cố định rồi, chúng ta viết V3 xuống trước này. Sau đó nếu mà có tân ngữ thì chúng ta bỏ vào này. Đúng vậy. Sau đó điều kiện trước của nó là phải có trợ động từ have hoặc là has hoặc là had. Trong ba cái trợ động từ này nó đang trong dấu ngoặc kép. Chúng ta muốn biết được lấy trợ động từ nào, chúng ta lại phải nhìn phía trước, chúng ta lại thấy chữ hiện tại, đúng không ạ? Mà hiện tại á thì chúng ta sẽ lấy V mấy các bạn? Hiện tại lại là V1 đúng không? V1 của have là nó có hai chữ này, thành ra chúng ta chỉ lấy have hoặc là has thôi, chúng ta loại chữ had đi, đúng không? Vậy chỗ này chỉ có have hoặc là has thôi, đúng không ạ? Đó. Và hết rồi thì chúng ta thêm chủ ngữ vào. Đây chính là công thức của thì hiện tại hoàn thành bạn nhé. Chúng ta tiếp tục. Quá khứ hoàn thành cũng vậy, chúng ta nhìn bên phải sang, chúng ta thấy chữ hoàn thành. Hoàn thành phải có hai điều kiện là have, has, had và V3. Như vậy chúng ta cũng viết cái V3 xuống trước này. V3 ED xuống trước này. Hết rồi, nếu mà có tân ngữ thì chúng ta bỏ vào. Điều kiện trước của nó là phải có trợ động từ, một trong các trợ động từ have, has, had, đúng không? Và bây giờ chúng ta muốn biết được trong ba trợ động từ đó lấy cái nào, chúng ta lại nhìn thấy phía trước là chữ quá khứ. Hồi nãy chúng ta nói quá khứ cột mấy các bạn? Quá khứ cột 2, đúng không? Quá khứ V2, mà V2 của nó là chữ had. Như vậy chỉ còn chữ had giữ lại thôi, chúng ta loại bỏ have, has đi. Hết rồi thì chúng ta thêm chủ ngữ vào và tân ngữ thì có đây rồi. Đó chính là công thức của thì quá khứ hoàn thành bạn nhé. Tiếp tục thì tương lai hoàn thành, chúng ta cũng nhìn bên phải qua, chúng ta lại thấy có hoàn thành. Hoàn thành lại có phải có hai điều kiện là have, has, had và V3, đúng không bạn? Điều kiện sau lúc nào nó cũng chốt rồi, chúng ta viết V3 ED xuống trước nha. V3 ED có nghĩa là cột thứ ba trong cái bảng 5 cột này. Thực ra 5 cột này á, không có một cái tài liệu nào nó ghi rõ 5 cột này những giá trị là như thế nào, tại vì tất cả các động từ trong tiếng Anh thì nó quá nhiều đi, nên là người ta không tạo nên một cái bảng như vậy, người ta publish ra bên ngoài các bạn nhé. Nên là chúng ta hiểu là mỗi động từ nó sẽ có 5 cột như vậy.
Còn cái bảng mà được người ta xuất bản đấy là bảng động từ bất quy tắc thì nó chỉ có mấy trăm động từ thôi, người ta bỏ nó vào được. Các bạn hiểu là cái V3 này này và V2 này này, thì V2 này thì là cột thứ hai trong bảng động từ bất quy tắc, V3 là cột thứ ba trong bảng động từ bất quy tắc các bạn nhé. Ok. V0 là cột thứ nhất trong bảng động từ bất quy tắc. Đó, còn V1 và tu V thì trong quá trình học sau này các bạn sẽ mình sẽ chỉ cho các bạn. Chúng ta tiếp tục nha. Đó là điều kiện thứ nhất của hoàn thành, nếu mà hết rồi có tân ngữ chúng ta bỏ vào cũng có thể thôi. Điều kiện thứ hai là phải có một trong ba trợ động từ này, đúng không bạn? Muốn biết được lấy trợ động từ nào, chúng ta nhìn phía trước thấy chữ tương lai. À, mà tương lai chúng ta mới nói là phải có V0, đúng không? Như vậy trong ba chữ này chúng ta chỉ lấy V0 của nó thôi. V0 của nó chính là have. Giờ đó chúng ta chỉ giữ lại chữ have thôi. Đúng không bạn? Ok. Rồi, ngoài ra tương lai phải có chữ gì nữa bạn? Phải có chữ will, thì chúng ta viết will xuống. Đó, hết rồi thì chúng ta thêm chủ ngữ vào thôi. Đây chính là công thức của thí tương lai hoàn thành bạn nhé. Rồi, chúng ta tiếp tục. Thế thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thì sao? Chúng ta nhìn bên phải qua, chúng ta lại thấy chữ tiếp diễn. Thì tiếp diễn hồi nãy chúng ta xét lại có hai điều kiện là gì bạn? Phải có to be và verb in, đúng không? Verb in thì nó cố định rồi, chúng ta viết xuống trước. Thậm chí là mình viết tân ngữ xuống trước này nếu có. Sau đó verb in cố định rồi, chúng ta viết xuống này. Đúng không? Và điều kiện thứ hai là phải có to be, đúng không? Và to be ở đây muốn biết lấy được cột nào thì chúng ta lại phải nhìn phía trước, chúng ta thấy chữ gì bạn? Hoàn thành. Đó, chúng ta lại xem hoàn thành nhé. Hoàn thành thì lại phải có has và V3. Thành ra to be chúng ta phải lấy V3, đúng không bạn? Mà V3 của to be chính là chữ been. Been. Giờ đó chúng ta đã xác định được là been rồi, chúng ta viết nó xuống đây. Đó. Ngoài ra cái chữ hoàn thành nhé, hoàn thành này này, nó mới có V3 là been rồi, bây giờ nó còn phải có trợ động từ have hoặc là has hoặc là had, đúng không bạn? Rồi, trong ba trợ động từ này chúng ta muốn biết được lấy trợ động từ nào, chúng ta lại phải tiếp tục nhìn về phía trước các bạn nhé. Chúng ta lại thấy chữ hiện tại. Đó. Mà hiện tại thì chúng ta lại lấy V mấy của ba chữ này các bạn? Chúng ta lại lấy V1, đúng không? Như vậy V1 của nó là have has. Đây, hiện tại thì dùng V1 mà, nên là chúng ta chỉ giữ lại là have hoặc là has. Ok, hết rồi thì chúng ta bỏ chủ ngữ vào. Đây chính là công thức của thí hiện tại hoàn thành tiếp diễn mà nhé. Bạn thấy nó đều có quy tắc của nó, đúng không? Ngày xưa chúng ta đều phải dành thời gian cho chúng ta viết đi viết lại, học thuộc lòng rất là nhiều lần, nhưng mà sau này chúng ta không nhớ được. Quy tắc này giúp cho bạn nhớ, tại vì nó logic. Ok, chúng ta tiếp tục bạn nhé. Quá khứ hoàn thành tiếp diễn thì cũng tương tự, chúng ta nhìn bên phải qua, chúng ta thấy chữ tiếp diễn. Tiếp diễn có hai điều kiện, đó là to be và verb in. Thì cái điều kiện sau đó, nó luôn luôn là chốt rồi. Chúng ta sẽ viết xuống trước, verb in xuống trước này. Hết rồi thì nếu có tân ngữ chúng ta bỏ vào này. Đó. Bây giờ điều kiện trước của nó là to be. To be lại có 5 giá trị lận. Muốn biết được lấy giá trị nào, chúng ta lại phải nhìn phía trước, chúng ta thấy chữ hoàn thành. Như vậy hoàn thành thì to be lại phải lấy V mấy bạn? Hoàn thành lại phải to be là phải có V3, đúng không? Chính là chữ been. V3 là chữ been này. Đó. Rồi, như vậy chúng ta viết chữ been xuống. Là hoàn thành nha. Ngoài ra thì hoàn thành lại phải có trợ động từ have, has, had. Chúng ta cũng phải viết nó xuống. Nhưng mà để cho đỡ tốn công viết thì chúng ta nhìn thấy phía trước có chữ quá khứ. Quá khứ lấy về mấy bạn? V2. Thành ra chúng ta chỉ lấy V2 của ba trợ động từ đó thôi. Là had. Đó. Hết rồi thì chúng ta bỏ chủ ngữ vào. Vậy đây chính là công thức của thí quá khứ hoàn thành tiếp diễn, đúng không bạn? Tới thì tương lai hoàn thành tiếp diễn bạn nha. Thì chúng ta cũng nhìn bên phải xuống sang, chúng ta lại thấy chữ tiếp diễn thì lại phải có to be và verb in, đúng không? Verb in cố định rồi, mình sẽ viết verb in xuống trước. Cứ lấy động từ thêm in là thành verb in thôi. Rồi. Điều kiện thứ hai của tiếp diễn là phải có to be, mà to be lại có 5 cột này, chúng ta lại phải xét xem lấy cột nào bằng cách là nhìn phía trước nó lại thấy chữ hoàn thành. Hoàn thành thì động từ phải lấy V3, thành ra to be chính cũng là động từ mà, thì chúng ta cũng lấy V3. V3 của động từ to be chính là chữ been. Đúng không ạ? Đây, đó, hoàn thành đã có V3 rồi. Bây giờ hoàn thành này, chữ hoàn thành này này, nó lại còn phải có have, has, had nữa, đúng không? Như vậy,
chúng ta lại phải bỏ have, has, had vào đây. Và trong ba chữ đó chúng ta lại nhìn phía trước, chúng ta lại thấy chữ tương lai, thì chúng ta chỉ lấy v mấy các bạn? Tương lai lại chỉ lấy v không thôi, đúng không? Như vậy chúng ta chỉ lấy v không của nó là have thôi. Ok không? Và tương lai ngoài v không là have ở đây, nó còn phải có chữ will, thì chúng ta lại bỏ will vào. Như vậy nó sẽ là will này cộng với have này, đúng không? Hết rồi thì chúng ta bỏ chủ ngữ vào. Và đây chính là công thức của thì tương lai hoàn thành tiếp diễn bạn nhé. Như vậy bạn thấy chúng ta viết công thức của 12 thì này có dễ không các bạn? Rất là dễ, đúng không? Bây giờ công thức của 13, thì thứ 13 mình cũng sẽ viết cho các bạn luôn nha. Thì thứ 13 đó là thì tương lai gần. Tương lai gần chúng ta gọi là sắp sửa đấy, thì nó sẽ là to be. Cộng với lại going to. Going to. Và cộng với một động từ nguyên mẫu là v0 đấy. Đó là tương lai gần thôi. Ví dụ bạn nói là tôi sắp sửa mua một ngôi nhà. Như vậy tôi là ai? Sắp sửa là chúng ta dùng to be, mà mình nói ở hiện tại thì chúng ta sẽ nói là I am, đúng không? Hiện tại là am is on mà. I am going to. Và mua là buy. Một ngôi nhà là a house. Đó chính là công thức của thì tương lai gần bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta viết công thức dạng phủ định và câu hỏi của các thì này. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta chuyển nó thành câu phủ định và câu hỏi các bạn nhé. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết công thức dạng phủ định và câu hỏi của các thì này các bạn nhé. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách để chúng ta có thể viết công thức. Như vậy trong tiếng Anh á, chúng ta có những động từ, tạm thời mình gọi nó là động từ đặc biệt. Những động từ đặc biệt. Thế nào là những động từ đặc biệt? Đó là những động từ mà chúng ta mượn, tức là nó là trợ động từ hoặc là động từ to be. Đó là những động từ đặc biệt. Cụ thể động từ to be ví dụ như là am, is, are, phải không các bạn? Rồi was, were, đúng không các bạn? Rồi tiếp tục, hoặc các trợ động từ do, does, did, can, could, will, would, should, hoặc các trợ động từ have, has, had. Đó thì đây mình gọi nó là các động từ đặc biệt hoặc là các trợ động từ, hoặc là chúng ta có thể gọi là động từ to be và các trợ động từ cũng được. Bạn thích gọi kiểu gì thì gọi. Các bạn chỉ cần lưu ý đây là những cái động từ, những cái chữ đặc biệt hay những cái động từ đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt ở chỗ là nó có thể thêm not vào sau để tạo thành câu hỏi, để tạo thành câu phủ định, có thể cộng với not. Hoặc nó có thể được đảo lên đầu câu để tạo thành câu hỏi. Đó, ok, bạn thấy hay không? Những đây động từ bình thường thì chúng ta không làm được điều này nha. Chỉ những chữ trên bảng và một số động từ đặc biệt sau này trong quá trình học các bạn được học thì chúng ta mới áp dụng được, là chúng ta có thể thêm not vào sau nó để tạo thành câu phủ định, hoặc là chúng ta đảo các trợ động từ này lên đầu câu để tạo thành câu hỏi. Như vậy các bạn sẽ quan sát ở cái bảng này, đối với những trường hợp nào mà có các động từ đặc biệt ở trên bảng rồi á, để tạo thành câu phủ định chúng ta chỉ việc thêm not vào thôi. Ok mà. Như vậy chỗ này được không các bạn? Chỗ này có am, is, are đặc biệt. Chúng ta muốn tạo thành câu phủ định của nó thì chúng ta chỉ việc làm gì các bạn? Chủ ngữ này, câu phủ định của thì hiện tại tiếp diễn nha, cộng với lại am, is, are, cộng với lại thêm not thôi, đúng không ạ? Đó. Sau đó còn gì, chúng ta viết lại tân ngữ hay cái gì đó, đúng không? Ok, các bạn hiểu không? Rồi, còn câu hỏi thì chúng ta chỉ việc đảo cái động từ đặc biệt này lên đầu câu thôi. Sẽ là am, is,
O. Rồi, đảo lên đầu thì chủ ngữ bị đẩy ra sau, đúng không các bạn? Rồi, sau đó cộng với các phần còn lại, đúng không? Động từ thêm in này. Động từ thêm in này. Đây cũng động từ thêm in, đúng không? Đó, và cuối cùng câu hỏi thì chúng ta phải thêm dấu chấm hỏi. Tân ngữ nếu có thì chúng ta bỏ vào bạn nhé. Bạn hiểu không? Đó. Rồi, chúng ta xét các trường hợp khác nữa nha. Ở đây có được không bạn? Có was were cũng là đặc biệt, đúng không? Như vậy câu phủ định chúng ta việc thêm chỉ việc thêm not, câu hỏi chúng ta đảo nó lên đầu câu thêm dấu chấm hỏi. Đó. Ok, ở đây có được không bạn? Ở đây cũng có trợ động từ have has, cũng có nằm trong danh sách này, have has had, nên là câu phủ định các bạn chỉ việc thêm not vào đây. Câu hỏi thì chúng ta đảo hai trợ động từ này lên đầu câu thêm dấu chấm hỏi ở cuối, đúng bạn? Rồi, chỗ này có được không bạn? Được, tại vì had cũng là động từ đặc biệt, đúng bạn? Chúng ta có thể thêm not vào đây để tạo thành câu phủ định, hoặc là đảo nó lên đầu để tạo thành câu hỏi, đúng không bạn? Chỗ này có được không bạn? Được luôn, chúng ta có thể thêm not vào đây. Đây, nó nằm trong danh sách mà, đúng không bạn? Hoặc là chúng ta có thể đảo nó lên đầu câu và thêm dấu chấm hỏi để tạo thành câu hỏi. Ok. Rồi, chỗ này có được không bạn? À. Chỗ này vẫn được đúng không bạn? Ở đây nó có hai giá trị luôn, hai động từ đặc biệt luôn, thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta sẽ đảo cái đầu tiên lên bạn nhé. Có hai thì chúng ta đảo đầu tiên lên. Ok. Rồi, như vậy chỗ này nếu mà câu phủ định chúng ta sẽ thêm not vào chữ đầu tiên là will. Hoặc là câu hỏi chúng ta sẽ đảo will lên đầu câu. Bạn hiểu không? Ok. Chỗ này cũng vậy, tương tự bạn nha. À, chúng ta muốn tạo thành công thức phủ định, chúng ta sẽ thêm not vào sau cái chữ trợ động từ đầu tiên, hay là động từ đặc biệt đầu tiên. Còn nếu mà muốn tạo thành câu hỏi, chúng ta đảo chữ này lên đầu. Chủ ngữ bị đẩy ra sau rồi mới tới chữ have và V3, đúng không ạ? Ok, ở chỗ này cũng tương tự nha, chúng ta sẽ đảo will lên đầu. Nếu muốn tạo thành câu hỏi, câu phủ định thì chúng ta sẽ thêm not vào đây. Ok, như vậy các bạn đã thấy được chỉ bằng cái cách đó chúng ta đã có thể viết được công thức phủ định và câu hỏi của bao nhiêu thì các bạn? Của 9 thì, 9 thì, đúng không bạn? Ok, rồi, còn đối với các trường hợp nếu mà câu mà lại chưa có các cái chữ đặc biệt mà chúng ta mới khảo sát đó, thì chúng ta lại phải đi mượn chính các chữ này các bạn nhé. Và cũng có phải có quy tắc để chúng ta mượn. Ví dụ như quá khứ thì chúng ta sẽ mượn gì, đúng không? Quá khứ thì chúng ta sẽ mượn đây, quá khứ là V2, mà V2 thì chúng ta sẽ mượn to be. Nếu là to be thì sẽ là hai chữ này. Was đó, hoặc là did. Sau này các bạn sẽ được học chi tiết cái chỗ này nha. Ok, rồi. Còn đối với thì hiện tại nếu mà to be thì chúng ta sẽ mượn là hiện tại là am is are. Am is are, đúng không ạ? Hoặc là do, does. Tại vì sao bạn? Động từ do á, lúc nguyên mẫu của nó chính là do này. Cột 2 của nó sẽ là to do này, đúng không ạ? Cột 3 của nó là do hoặc là does. V1 đấy. Rồi, cột 4 của nó sẽ là did. Và cột 5 của nó sẽ là done này. Ok, nếu mà phải viết 5 cột của động từ to do nó sẽ là như vậy bạn nhé. Thành ra quá khứ chúng ta sẽ mượn cái này. Hoặc là to be là was were. Ok bạn. Hiện tại chúng ta sẽ mượn cái này là V1 mà, đúng không? V1 của nó là do does. Hoặc là chúng ta sẽ mượn am is are. Chi tiết mượn như thế nào thì sau này mình sẽ chỉ cho bạn. Còn chỗ này có chữ will cũng là nằm trong danh sách các động từ đặc biệt rồi, thì chúng ta sẽ thêm not vào nó, đúng không ạ? Nếu câu phủ định chúng ta sẽ thêm not vào. Câu hỏi chúng ta sẽ đảo lên đầu và chúng ta thêm dấu chấm hỏi vào cuối thôi. Ok, bạn thấy dễ không? Chỉ có trường hợp ở hiện tại và quá khứ có hai thì duy nhất này thì nó hơi khó hơn một chút. Thì các bạn cũng lưu ý nha, đối với hiện tại nếu mà sau này mà chưa có động từ á, thì muốn tạo thành câu phủ định á, các bạn sẽ mượn am is are. Còn nếu mà có động từ rồi muốn tạo thành câu phủ định, các bạn sẽ mượn do does. Đây. Đây là chưa có V này. Đó, chúng ta mượn những chữ này và chúng ta thêm not vào bạn nha. Ok không? Hoặc là đảo lên đầu câu. Còn nếu mà có động từ rồi, đây là có V rồi này. Thì chúng ta sẽ mượn do does để thêm not hoặc là do does để đảo lên đầu câu. Đó, còn quá khứ nếu mà chưa có động từ á, thì chúng ta sẽ mượn to be luôn. Là chưa có động từ này, động từ thường đấy. Còn nếu mà đã có động từ rồi, chúng ta mượn did này, đã có về này.
Ok bạn. Đó. Nhưng mà bạn chỉ cần sau bài học này, bạn chỉ cần nắm được công thức của 12 thì, 13 thì ở dạng khẳng định trước cũng đã rất là ok rồi, đúng không? Là bạn đã đạt chỉ tiêu rồi. Ngoài ra bạn nắm được cách hình thành công thức dạng phủ định và dạng câu hỏi của 10 thì còn lại nữa. 10 thì còn lại trừ quá khứ và hiện tại đi thì rất là tuyệt vời rồi. Còn nếu mà bạn lại còn nắm được cách hình thành công thức của phủ định và câu hỏi của thì quá khứ đơn và hiện tại đơn nữa thì thật là hoàn hảo, đúng không ạ? Ok, rồi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành cái bài giảng hôm nay. Hy vọng là bài giảng này hữu ích đối với tất cả các bạn. Các bạn nhớ đặt bút xuống viết để chúng ta nhớ công thức của các thì nha. Hoặc là bạn muốn luyện tập nhiều hơn, có ứng dụng để bạn luyện tập và ngoài ra còn học được rất là nhiều thứ khác nữa thì bạn có thể đăng ký khóa học tiếng Anh, ngữ pháp tiếng Anh của thankyou.com để chúng ta được luyện tập nhiều hơn. Các bạn biết là chúng ta học á, thì mới chỉ được một nửa thôi, đúng không ạ? Chúng ta còn phải luyện tập thì nó mới tạo thành phản xạ. Khi chúng ta đi thi chúng ta mới làm bài tốt hơn rất là nhiều. Ok, thì nếu các bạn có điều kiện chúng ta mỗi ngày có thể bỏ ra một vài ngàn thôi, chúng ta đăng ký khóa học để chúng ta được luyện tập nhiều hơn, có ứng dụng chúng ta luyện tập thi thử trắc nghiệm đủ thứ thì chúng ta sẽ nhanh giỏi hơn rất là nhiều. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video bài giảng này. Chúc các bạn học tốt và sớm chinh phục tiếng Anh. It's time to say goodbye now. I wish you a good night. Các bạn biết bây giờ đã là rất là khuya rồi, 2 giờ tối rồi. Mình vẫn đang còn quay cho các bạn xem. Ok. So, good night. See you later. Bye bye. Xin chào.